Đang Vi Sinh chào bạn. Sau này Đang Vi Sinh giới thiệu các bạn bộ cần lu máy đứng. Chọn bộ luôn như này các bạn. Gồm một con cá giả này. Cá giả trọng lượng 10 gram, dài 85 mm. Là lặn sâu từ 0 đến 2 mét. Đây là con nghệ nước nhá nhỉ, là nó Passat và dây X87 màu 3.0 tải 28 cân 5 các bạn nhé. Tiếp với là cần SS và Daiwa sản xuất đúng không? Hàng này Daiwa China sản xuất, nhập khẩu bởi Hải Long Fishing. Đây là cái khuyên đốt gọn này là 2,5 ly các bạn, cần mềm, đầu alo của cần đây. Thông số cần 14 lb. Logo của Daiwa đây các bạn. Tiếp nữa đến là máy, đây máy Switchfire các bạn. Lấy nét lại cho các bạn nhìn. Switchfire 3000 của Daiwa Việt Nam sản xuất mà. Thu sứ Việt Nam. Đấy. Nồi kim loại, máy 3000 các bạn nhé, 3000 cối sâu. Vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn bộ cần lu máy đứng, bộ cần Daiwa luôn các bạn nhé, và full phụ kiện kèm theo. Đây, chọn bộ như này các bạn nhé. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.